Hôm nay bài giảng bài kinh tên là Ghi là Nạ Sutta nằm trong Ankara Nikaya. Sutta có nghĩa là bài kinh và Ghi là Nạ có nghĩa là người bệnh. Cho nên bài kinh này gọi là kinh người bệnh. Đức Phật dạy Tayone Ikabe Ghi là Nạ Sando Savichama Nạ Lokasmin Katame Tayo Ika Ikabe Eka Cho Hilano Lapanto và Sabayani Bochanani Alapanto và Sabayani Bochanani Alapanto và Sabayani Pesachani Alapanto và Sabayani Pesachani Alapanto và Patirupam Upatakam Alapanto và Patirupam Upatakam Neva Uthati Tamha Abaya. Này các tỳ khưu, có ba loại bệnh nhân trong thế gian, họ gồm những ai? Thứ nhất, loại bệnh nhân không lành bệnh, dù có ăn thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thứ hai, loại bệnh nhân lành bệnh, dù có ăn thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thứ ba, loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi ăn thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi ăn thức ăn không thích hợp. Chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc. Chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Thiền sư sẽ giảng thêm một phần để chúng ta hiểu rõ bài kinh này. Và Ngài nói rằng có 6 loại người. Loại thứ nhất là bệnh quá nặng. Với người bệnh quá nặng, dù thuốc có tốt đến đâu, dù thức ăn có thích hợp đến đâu, dù bác sĩ giỏi đến đâu, thì người này vẫn không lành bệnh, người này sẽ qua đời. Và loại thứ hai là người bị bệnh nhưng không quá nặng. Với người bị bệnh không quá nặng như vậy, thì dù thuốc có tốt hay không, thức ăn có thích hợp hay không, có bác sĩ giỏi hay không, người này cũng sẽ lành bệnh. Loại thứ ba, chỉ lành bệnh khi có được thuốc tốt, khi có được thức ăn thích hợp và có được bác sĩ giỏi. Nếu người này không có được loại thuốc tốt, thức ăn thích hợp và bác sĩ giỏi, thì người này sẽ không thể nào hết bệnh. Do vậy, bệnh nhân này cần có chế độ chữa trị và chăm sóc thích hợp mới lành bệnh. Và Đức Phật giải thích, thức ăn, thuốc uống và người biết cách chăm sóc được liệt kê đặc biệt cho loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi ăn thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi ăn thức ăn không thích hợp. Chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc. Chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Nhưng vì loại bệnh nhân thứ ba này và các bệnh nhân khác cũng được phục vụ tương tự. Đây là ba loại bệnh nhân tồn tại trong thế gian. Và vì có ba loại người này, và trong đó là người thứ ba cần được chăm sóc, cho nên Đức Phật cho phép chăm sóc loại người này. Và chúng ta chỉ cần chăm sóc loại bệnh nhân thứ ba là loại bệnh nhân rất cần sự chăm sóc thích hợp. Và do vậy, Đức Phật cho phép loại bệnh nhân này có chế độ chăm sóc hợp lý. Tuy nhiên, với người bị bệnh quá nặng, nếu không được chăm sóc sẽ buồn tuổi. Do vậy, tỳ khưu bệnh quá nặng cũng cần sự quan tâm chăm sóc của các bạn đồng tu vân vân, hay là người thân bị bệnh quá nặng dù không qua khỏi cũng cần được sự quan tâm chăm sóc của người thân. Đây là biểu hiện của lòng hy mẫn đối với họ. Và loại bệnh nhân bị bệnh nhẹ dù không cần được chăm sóc cũng qua khỏi, nhưng nếu người này được chăm sóc sẽ sớm lành bệnh hơn. Do vậy, chúng ta cần quan tâm chăm sóc ba loại bệnh nhân này. Và Đức Phật nói rằng Evam me vam go vikhave tayo me ila rupama pukala santo samvichamana lokasmin katane tayo. Tương tự như vậy, này các tỳ khưu, có ba loại người tồn tại trên thế gian, họ gồm những ai? Và Đức Phật nói tiếp Ika vikhave ekacho ukalo labanto va tathagatam tassa naya alabanto va tathagatam tassa naya labanto va tathagatam
thứ nhất là người không thể bước vào dòng thánh dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng hay không. Loại thứ hai, người có thể bước vào dòng thánh dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải hay không. Và rồi loại người thứ ba, người chắc chắn bước vào dòng thánh khi gặp Như Lai và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả. Xin lỗi, người có thể bước vào dòng thánh dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải hay không. Phần này ngài giảng rằng đây là loại người có đủ ba la mật, cho nên có khả năng kinh nghiệm đạo quả ngay trong đời này. Loại người thứ ba là người chắc chắn bước vào dòng thánh khi gặp Như Lai và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không gặp Như Lai. Người chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải, và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. Vậy có ba loại tiền khưu, trong đó chỉ có loại tiền khưu phải gặp được Đức Phật, nghe được giáo pháp của Ngài và giới luật Ngài mới đắc đạo, thì cần được sự giúp đỡ mà thôi. Do vậy Đức Phật cho phép Chư Tăng, cho phép đệ tử Ngài giảng giải giáo pháp vì loại người này. Và trong số ba loại người này, loại người thứ nhất là cho dù có gặp Đức Phật, có nghe giáo pháp hay không cũng không tác đạo, thành ra là không cần thiết phải giảng giải cho người này. Tuy nhiên vì Đức Phật cho phép Chư Tăng đệ tử giảng giải cho loại người thứ ba, mà các chúng sinh, các loại người thứ nhất và thứ hai cũng được giải pháp. Đức Phật dạy rằng giáo pháp được giảng giải cho loại người chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi gặp Như Lai, và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không gặp Như Lai. Chỉ có thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải, và không thể kinh nghiệm thánh đạo quả khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. Nhưng vì loại người này mà giáo pháp cũng được giảng cho những người khác. Có ba loại người tương ứng với ba loại tự nhân như thế trong thế gian. Và để quý vị hiểu rõ hơn, ta sẽ giảng thêm về bài này. Trong bài kinh này, loại thứ nhất là bệnh nhân không thể lành bệnh bởi vì bệnh quá nặng, người này sẽ không qua khỏi. Và tương tự với loại tự nhân này, Đức Phật nói rằng có những người có cơ hội thấy Đức Phật, gặp Đức Phật, nghe giáo pháp của Ngài cũng không thể nào hiểu nổi giáo pháp của Ngài và không thể nào kinh nghiệm biết bàn. Vì sao vậy? Vì có nhiều lý do. Nhiều sư giải thích là lý do thứ nhất là do người này có tà kiến với xà ly kỳ. Tà kiến này cũng có nhiều hình thức. Tà kiến là hiểu sai hay là do kết hợp với những người bạn không tốt. Bản thân tà kiến có nhiều loại. Người ta có tà kiến hay là hiểu sai cho nên không có tin là có những loại khổ, không tin là có kiếp sau, không tin là có niết bàn. Có người thì có tà kiến tin rằng có linh hồn tồn tại vĩnh viễn cho nên là cuộc sống này là trường tồn. Có người thì có tà kiến cho rằng chết là hết, tức là sau khi chết chẳng có tái sinh. Có người thì có tà kiến nên không có hiểu biết đúng đắn để phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Có người thì có quá nhiều tham, quá nhiều sân, quá nhiều si, vân vân. Như vậy đây là những cái liên quan đến tà kiến. Và thiền sư nói rằng ngay cả trong một gia đình có ba, có năm, có bảy người, chúng ta thấy chẳng ai ở ngoài. Có người thì quý Phật pháp tăng và muốn nghe giáo pháp, muốn làm theo lời Phật dạy. Có người trong gia đình thì họ không có hứng thú về Phật pháp tăng, họ còn lý luận rằng tôi đi làm để kiếm tiền bởi vì họ không có cho tiền, tại sao đi chùa. Và trong thế giới này cũng phải có người họ sinh ra trong một đất nước mà họ không được gặp các chư tăng, không được tiếp cận với giáo pháp, nhưng mà vì họ có đầy đủ ba la mật cho nên họ thấy cuộc đời là khổ, họ muốn thoát khỏi đau khổ, muốn loại trừ ô nhiễm trong tâm, họ muốn phát sinh tâm từ, họ muốn có được sự giải thoát. Nhưng mà cũng có người cho dù ở xứ Phật nhưng mà khi có nói được Phật pháp họ cũng chẳng nghe và họ chẳng thích thiền. Do vậy cho nên Đức Phật nói rằng loại người như vậy là loại người không tin vào Phật pháp tăng vân vân, thì cho dù có gặp Đức Phật, có nghe giáo pháp Ngài cũng chẳng làm theo. Và
vì như vậy cho nên là người này không thể thực hiện niết bàn dù người đó là cha mẹ nuôi của mình, anh chị em ruột của mình đi nữa. Thì tương tự với trường hợp là bệnh nhân bệnh quá nặng rồi, dù có chăm sóc đến đâu đi nữa, người này cũng sẽ không có qua khỏi, không lành bệnh. Và lý do thứ hai để mà người này không có thể kinh nghiệm niết bàn ngay trong lần này đó là loại người này có chánh kiến chứ không phải như loại thứ nhất là có tà kiến. Người này có chánh kiến tin vào Phật pháp tăng, tức là có đức tin. Người này biết thực hành bố thí, thực hành niệm giới, nhưng mà trí tuệ hơi yếu, cho nên là dù có nghe giáo pháp cũng không hiểu rành rẽ những lời dạy của Phật, dù họ rất rành rẽ cũng như là ngang, và cái sự tinh tấn tu tập cũng yếu và không có sẵn sàng tu tập vì cái yếu điểm này. Cho nên là người này không nghe giáo pháp của Phật giảng, không nghe cách thức tu tập, nhưng mà vì những yếu tố đưa đến giác ngộ như là trí tuệ, như là tinh tấn vân vân nó quá yếu, cho nên người này không thể nào kinh nghiệm niết bàn hay người này. Và những pháp nhắc lại phần trước là thiền sư nói về loại bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân quá nặng cho nên không lành bệnh được. Và tương tự với những người cho dù có cơ hội thấy đặt đức Phật nghe giáo pháp cũng không có thể kinh nghiệm niết bàn trong người này. Và lý do là hoặc là do người này có tà kiến, hay là do người này có chánh kiến nhưng mà những yếu tố đưa đến giác ngộ như là sự tinh tấn, trí tuệ vân vân nó khá yếu. Và bây giờ thì nói tới loại bệnh thứ hai là không có bệnh nghiêm trọng. Vì không bệnh nghiêm trọng cho nên dù có đi bác sĩ hay không cũng hết bệnh. Tương tự như vậy, có những người có trí tuệ và biết chín mùi, cho nên người này cho dù có gặp đức Phật, gặp giáo pháp của Phật hay không thì người này cũng sẽ kinh nghiệm niết bàn trong đời này. Và loại người thứ ba là loại người có đầy đủ ba la mật. Cái chữ ba la mật này giảng tiếng Pali gọi là Parami, và tiếng Anh thì là Perfection, tức là hoàn hảo. Tức là người này đã buông bồi rất là nhiều phẩm tính tốt đẹp, thiện lành để có thể đắc đạo trong quá khứ. Chẳng hạn như là người này thực hành bố thí, niệm giới, hành thiền vân vân trong nhiều kiếp rồi. Và vì những ba la mật đủ đầy mà người này đã tạo trong rất nhiều kiếp, cho nên là cho dù ở kiếp này người này có sinh vào nước nào khác chứ không phải là xứ Phật giáo, hay là có cha mẹ thuộc tôn giáo nào khác, thì người này cũng sẽ trở về với Phật pháp. Thiền sư cũng nói thêm là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ở Việt Nam là khi mình mất đi rồi mình sẽ sinh ra ở Việt Nam. Và ngài Mahasi cũng nói rõ là không phải là Phật tử là khi mình mất đi rồi thì tiếp theo mình sinh vào trong gia đình Phật tử hay là vào một xứ Phật giáo, điều này không có đúng. Vậy một người có ba la mật có thể là sinh vào bất cứ xứ nào, sinh vào bất cứ gia đình nào. Nhưng mà khi họ có đủ ba la mật rồi thì cho dù ở vào một nước không phải là xứ Phật giáo, trong một gia đình không phải theo đạo Phật, người này cũng sẽ đi tìm hiểu Phật pháp. Ngài nói rằng ở Miến Điện có một người, người này sinh vào trong một gia đình không phải là Phật giáo, và cha mẹ thì bắt con gái đọc kinh thánh. Những người anh chị em, những người này đọc, nhưng người này khi đọc thì không có thích, không có muốn đọc nữa, thì nó không học lý. Và khi lớn lên thì học đại học, người này có điều kiện đọc về Phật giáo và cảm thấy rất là hợp lý. Bởi vì giáo pháp Đức Phật nói đến những điều vô cùng thực tế, đó là khổ, tại sao khổ, làm sao mới khổ và cách thức nào để không khổ được. Và vì như vậy cho nên dù cha mẹ người này chống đối nhưng người này vẫn đi theo Phật pháp và trở thành người xuất gia, rồi viết viết quyển sách nói về những điều này bằng chữ viết. Ngài nói rằng cũng có những người sinh vào xứ Mỹ hay một xứ nào khác không phải là xứ của Phật và cũng sẽ theo đạo Phật vì ba la mật của họ chính mùi như vậy. Và chính tại thiền viện của ngài gặp rất nhiều loại thiền sinh khác nhau. Và có khi ngài hỏi họ vì sao đến với Phật pháp thì câu trả lời của họ là vì họ cảm thấy là Phật pháp có vẻ rất là hợp lý cho dù gia đình họ không phải là theo đạo Phật. Và cũng có những người ở Miến Điện vì thích Phật pháp nên từ bỏ những điều kiện của mình. Nhưng mà rồi cũng có những người ở tại xứ Phật nhưng mà chuyển sang tôn giáo khác. Qua đó chúng ta thấy rằng mỗi người có những cái ba la mật khác nhau. Và sư cũng kể đi một câu chuyện là vào thời xưa, phương tiện
định đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng mà có người ở những xứ khác vẫn lặn lội vượt khó đến Thiên Điện, rồi xuất gia Thiền Khu và chết trong di áo Thiền Khu. Do vậy Đức Phật nói rằng khi một người có đầy đủ ba la mật thì không cần phải nói gì nhiều, không cần phải dạy gì nhiều, mà người này sẽ tự động làm theo những lời dạy của Đức Phật, và người này có khả năng kinh nghiệm Niết Bàn ngay trong khi sống đó. Và loại bệnh nhân không lành bệnh nếu như không gặp đúng thầy thuốc, và chỉ lành bệnh khi gặp đúng thầy thuốc, thì tương tự với loại người cần phải gặp giáo pháp, nghe giáo pháp và cần có nhiều thời gian để mà chiêm nghiệm giáo pháp, hành thiền vân vân mới đắc đạo được. Xin nói rằng loại người này, mọi người mà cần phải gặp giáo pháp, nghe giáo pháp và cần có thời gian để mà tu tập là loại người không phải là loại người si mê, nhưng mà trí tuệ không có được sắc bén. Do vậy người này cần phải nghe giảng pháp thường xuyên, cần phải đọc sách Phật pháp, cần phải có những chương trình hỏi đáp để giải tỏa những thắc mắc của mình, cần phải làm thiền liên tục hàng ngày, cần phải tham thiền khóa thiền để được sự hướng dẫn thì mới đắc đạo được. Là một vị thiền sư, thiền sư hỏi thiền nguyện của mình và sư nhận ra là đa số thiền sinh cần nhiều thời gian hành thiền mới có thể tiến bộ. Và sau khi rời khỏi thiền viện Panditanoma thì ngài về lại làng quê hẻo lánh của mình mở thiền viện với mục đích là tạo một chỗ cho những thiền sinh có cơ hội hành thiền dài lâu. Cứ những loại thiền sinh như thế này cần thời gian hành thiền. Và khi mà ngài mở thiền viện của mình thì lúc đó thiền viện không có điện nước, cũng không có phương tiện gì là dễ dàng như ngày nay. Với loại thiền sinh này, dù họ không phải là loại người si mê nhưng mà không có trí tuệ sáng suốt, thì có khi họ biết có ô nhiễm nhưng mà không biết làm sao để vượt qua. Do vậy thiền sư nói rằng cho nên có những thiền sinh hành thiền nhiều năm lắm nhưng mà vẫn dễ giận dữ, cho dù là những tâm thanh rất là nhỏ nhặt hay là thiền nhỏ nhặt. Loại thiền sinh này cần nhắc nhở, cho nên thiền sư nhắc nhở thường xuyên rằng nếu có tiếng chó sủa thì ghi nhận, đừng bực bội. Nếu có tiếng ồn thì ghi nhận, nếu giận nếu bực thì ghi nhận. Xin kể câu chuyện rằng có một lần có một thiền sinh đến từ châu Âu, dĩ nhiên là người ở châu Âu khác với người ở châu Á và về mọi thứ. Và người này bị nóng nực cho nên đi nhặt quạt, người kia thì đứng dậy đi bắt quạt. Thấy người kia bắt quạt thì người này đi nhặt quạt, thấy người này nhặt quạt thì người kia đi bắt quạt. Cuối cùng hai người không kềm chế được và gây gổ nhau tại trong thiền đường nơi mà họ tu tập. Và nếu mà cái loại người này như vậy thì khi trở về cũng không hiểu rõ được không có được sự tiến bộ. Do vậy đây là loại người cần có nhiều thời gian tu tập mới tiến bộ được. Và một lần khác khi mà ngài đang hành thiền trong thiền đường thì ngài nghe tiếng la lối dữ dội. Và sau đó ngài hỏi thì người này trả lời rằng tại vì thiền sinh đó là một con la nó. Nhưng mà nhờ những người này hành thiền dài hạn cho nên là càng lúc về hành thiền họ càng tốt hơn, có sự hiểu biết đúng đắn hơn và cái việc hành thiền họ tiến bộ hơn, cho nên là thầy vui, thí chủ vui và mọi người cũng vui mừng. Qua đây chúng ta thấy Đức Phật dạy về ba loại bệnh nhân. Loại bệnh nhân thứ nhất là không có lành bệnh cho dù gặp thầy thuốc giỏi đi nữa. Loại bệnh nhân thứ hai là lành bệnh cho dù không gặp bác sĩ đi nữa. Và loại bệnh nhân thứ ba chỉ lành bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc và không thể nào qua được cơn bệnh nếu không có thầy thuốc đúng đắn. Và tương tự như vậy, Đức Phật nói về ba loại người. Loại người thứ nhất là cho dù có gặp Đức Phật, có nghe Đức Phật giảng đi nữa cũng không thể nào đắc thánh đạo thánh quả. Loại người thứ hai, cho dù không có gặp Đức Phật, không nghe giáo pháp nhưng mà vẫn có khả năng đắc đạo quả và có thể đắc đạo quả trong khi đó. Loại người thứ ba là loại người chỉ khi gặp được Đức Phật, khi nghe được giáo pháp của Đức Phật, thực hành giáo pháp của Đức Phật thì mới đạt được đạo quả. Và đây là ba loại người tồn tại trong thế gian. Do vậy khi mà gặp khó khăn, thiền sinh đừng nản lòng và thiền sinh cần hiểu rằng có thể là mình hành thiền một thời gian nữa thì mình có thể đắc đạo, hoặc là nếu mà mình không đắc đạo trong đời này có thể đắc đạo trong đời sau. Cho nên là khi gặp khó khăn chúng ta cần nhắc nhở mình rằng
với câu mình đã đạo sau một thời gian chịu khó tu tập. Và nếu gặp khó khăn, mình tu tập và mình nhắc mình rằng cho dù mình không có khả năng đắc đạo trong đời này đi nữa, bởi vì điều này chúng ta chưa có biết rõ, thì nhờ việc hành thiền chúng ta buông bỏ được rất nhiều ba la mật qua việc tu tập, và những ba la mật này sẽ hỗ trợ cho chúng